Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh bonsai tự nhiên của mình. Lại là mình đây anh em ơi. Hôm nay mình sẽ đi sang Hoa Châu nha. Hôm nay mình đi mình có mấy cái góc đẹp đẹp thì mình quay cho các bạn coi nha. Cũng chia sẻ giờ cái cách mà trồng khoai Hoa Châu luôn cho anh em ấy. Anh em nào mà trồng được không được khoai Hoa Châu thì cứ liên hệ với mình nha. Số điện thoại trong phần mô tả của mình đó. 0399300019 nha anh em ơi. Mình sẵn sàng là luôn hỗ trợ cho anh em mà trồng phôi mà nó ok nhất nha, tỷ lệ sống cao nhất nha anh em ơi. Nay thì mình đi một mình anh em, lên gặp mấy cái cụm Hai Châu này, này lấy mấy cái cụm này về chơi cho nó đâu có trái nha anh em. Đi một mình nên là mình cũng cây nào dở thì mình quay cho anh em coi nha, cây nào nó nằm kẹt khó quá thì thôi mình quay lúc mình đào thôi nha, cố gắng là chia sẻ đam mê thôi anh em ơi. Những cây thế này thì mình về mình trồng á, mùa này là chuẩn bị vô mùa mưa rồi, anh em trồng chắc trồng thì nên trồng cát thôi nha anh em, đừng có trồng sơ dừa nha. Sơ dừa gì vô thì vô mùa mưa thì nước nó nhiều nó úng là nó thúi nha anh em lưu ý điều đó nha. Mùa này giờ thì vô chỉ trồng cát thôi. Còn coi mà anh em vợ bất cỡ coi có bầu hay không có bầu thì anh em chịu khó nha. Những cái rễ mình cắt ra này, mình nói ra thì anh em chịu khó bấm cắt lại, gọt lại cho nó ngọt nha anh em. Gọt lại xong rồi mình tha keo ha. Tha keo rồi mình lấy cái băng keo á, mình băng lại như cái bầu vậy anh em ơi. Xong rồi mình ủ nha, mình đỡ mình dâm ủ ấy. Những cây này còn dính đất này, tỷ lệ sống rất là cao luôn. Nói chung là không có chết được đâu anh em ơi, mấy cây này không có chết được đâu. Nhưng mà anh em bắt buộc anh em phải gì là phải xử lý cái rễ. Nói chung cây nào cũng vậy, phải xử lý cái rễ cho nó ok anh chúng nha, để cho nó khỏi tránh cái trường hợp mà nó bị thối rễ nha anh em. Đó. Anh em lưu ý ấy. Cái cây mà anh em xử lý rễ ok là anh em làm gì cái cây nó cũng ok hết á. Anh em ú hay là có trồng liền cũng vậy. Tụi mình thì mình giao lưu toàn bộ Hải Châu lá nhỏ hết nha anh em ơi. Hải Châu lá nhỏ dòng cây Bình Định nha. Kéo cái lá xuống cho anh em coi. Cây nào cũng vậy, bảo đảm chuẩn hàng cho anh em nha. Đó, lá đó anh em ơi. Cây này còn có bông trên cây này. Nói chung cây này nó bông ít lắm. Giờ vô mùa mưa nó rụng hết rồi anh em ơi. Nó thúi hết rồi, nó không còn đầu bông nữa đâu. Hai châu mà ra bông mà gặp mưa là nó thúi hết ha. Lá cũng rất là đẹp luôn. Này dòng Hải Châu Bình Định nha anh em. Chỗ mình thì giờ còn cái nhỏ nhỏ vậy thôi anh em ơi. Đó, nhỏ nhỏ vậy thôi. Mình thì chủ yếu remote lại thôi anh em, chứ coi giờ người ta lấy cũng hết rồi. Cây nào đẹp thì mình lấy mình quay cho anh em coi nha. Mấy cây lá đẹp này. Nói chung là dòng Hải Châu lá, cây lá Bình Định thì nó cũng đẹp lắm anh em. Còn ví dụ anh em kêu Hải Châu Sông Cầu hay là Hải Châu Bình Định thì nó cũng chỉ là một cái danh xưng thôi nha. Nó phân bố ở đâu thì kêu ở đó thôi. Chứ Hải Châu Bình Định thì lá nó vẫn đẹp, vẫn cây vẫn ok, trái vẫn nhiều như bình thường nha anh em. Không có gì mà anh em kêu là Hải Châu Sông Cầu mới trái nhiều đẹp, lá đẹp. Không có đâu nha anh em ơi. Thì cái cây mà cái chế độ mình chăm sóc nha. À, cây nhà mình thì toàn bộ là cây mình khai thác ở vườn mình hết. Ở Bình Định nha, Bình Định với lại Quy Nhơn, toàn bộ cây khai thác hết đây. Này đi nào kiếm mấy cây cẩm thôi anh em, kiếm mấy cây cẩm về chơi ha. Chứ bây giờ cây một thân lít lượng bây giờ người ta họ đào hết rồi, còn ba cây cẩm mà nó thẳng á, chơi anh em. Giờ mình đi mình đào lại thôi anh em ơi. Chủ yếu đào giao lưu anh em kiếm ngày công thôi. Nay dịch giả quá thì cũng đa phần là dịa chọc nhưng cũng giao lưu ít quá anh em ơi. Còn anh em nào mà chỗ nào không có dịch á, ở gần ví dụ ở Bình Định hay ở chỗ nào đó anh em gần mình này, có thể là ghé lên vườn mình hay ghé nhà mình anh em giao lưu nha. Rồi rất là rẻ luôn. Nói chung là mình chỉ chia sẻ cho anh em ấy. Đi đào thì kiếm ngày công thôi anh em ơi, chứ buôn bán thì cũng không được bao nhiêu hết. Truyền cảm hứng, truyền đam mê cho anh em thôi.
mình cũng cố gắng là mình làm những cái video chất lượng đó anh em có động lực mà sau này có thể là lấy phôi về chơi ha. Còn anh em chơi coi chơi phôi thì anh em đỡ càng lâu thì nó anh em biết chơi á thì nó càng có giá trị nha. Còn coi gì cũng được, coi gì làm bonsai cũng được, nói chung là anh em đam mê thì coi gì làm cũng được hết á. Cứ rỡ quái coi quái bông trái là anh em cứ lấy về chơi ha, không cần biết là cái coi đó nó ra sao nha, coi ăn trái thì càng tốt nữa. Đây là người ta lại chuộng những cái cây ăn trái mà làm bonsai đó anh em ơi. Mình thì cũng cố gắng là ra nhiều video để những video đi rừng để truyền cảm hứng cho anh em thôi. Chứ thật sự thì nay dịch giả quá này buôn bán nó thận trọng lắm anh em ơi. Anh em gỡ vườn mình giờ nó nhiều quá rồi. Mình cũng muốn là giải phóng bớt nhưng mà giờ không có gỡ được anh em. Còn anh em nằm ở ví dụ khu vực Vĩnh Văn đây Bình Định hay là Gia Lai Phú Yên đồ đó ở gần mình này, ví dụ có xe chạy thì anh em giao lưu thì có thể là mình gửi cho nó nhanh nha. Chứ còn ví dụ ở xa quá thì nay nó ship đi anh em miền Nam hay là ở ngoài miền Bắc á, là nó ship đi rất là lâu luôn anh em ơi, nó phân luồng phân đồ gì đó. Mình được rồi cũng có gửi máy coi mà nó tới, nó kêu tới 15 20 ngày mới tới coi mà rất là lâu luôn, nên là anh em ở xa thì có hơi là mình chưa có giao lưu được thì anh em thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng là chủ yếu là cái bên vận chuyển đó anh em ơi, vận chuyển rất nhanh á, mình hỏi mà nó ok nó gửi coi được thì mình sẽ gửi cho anh em hết nha, không có đỡ lại chỗ vườn đâu, tại coi ở vườn thì nó nhiều quá rồi, mình chỉ không có chỗ bỏ luôn mà anh em. Đào chia sẻ đam mê thôi anh em ơi. Đó, cái này nó cũng ra luôn rồi nè. Còn anh em nào mà cứ trồng phôi không được cứ liên hệ với mình, nói chung là mình sẽ chia sẻ cái gì mình biết là mình chia sẻ hết nha anh em. Rồi hôm nay thì cũng khá là may mắn nên là mình cũng lấy được rất là nhiều coi. Chủ yếu là mấy cây cụm thôi anh em ơi, rồi mấy cây rễ như thế này nè đem về chơi cho nó ok nha. Mình thì thích những cây đơn mà rễ quái rồi anh em, chứ cây cụm thì mình cũng ít. Nhờ chắc mình xuống núi nha anh em ơi, được nhiều đây ha. Anh em đi đào phôi thì cũng cầm cái băng keo như mình này, băng lại những cái rễ con nó cho nó khỏi hư nha. Với lại mấy cái đầu rễ mà đầu cành mà mình cắt á, mình băng lại cho nó khỏi mất nước ha, bảo vệ cho tối đa cho cái coi nha anh em ơi. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha, nhớ là subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Còn anh em nào mà cứ trồng phôi không được thì cứ liên hệ với mình nha anh em ơi, mình luôn sẵn sàng mà chia sẻ những cái gì mình biết hết. Chuyên về Hải Châu ha, Hải Châu thì anh em hỏi là mình trả lời hết nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha.